Kể từ khi nhận nhiệm vụ mới ở Mường Luông, Trung gặp rất nhiều khó khăn trong việc chỉ đạo vì chưa được lòng anh em trong đơn vị. Đồn Phó Quang, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải là người gắn bó lâu nhất với Mường Luông, 20 năm cắm chốt vùng biên giới. Đồn Phó Quang nhận được nhiều sự yêu mến, tin tưởng của bà con lẫn anh em trong đơn vị. Kể từ khi đồn trưởng mới về nhận nhiệm vụ, đồn Phó Quang thường xuyên bất đồng quan điểm với Trung, Việt Anh. Hai người chưa tìm được tiếng nói chung. Trung là người cây căng nhắc, chưa thực sự mềm dẻo để phối hợp cùng đồn Phó Quang giải quyết những tồn tại ở vùng biên này. Khi Trung yêu cầu cần quyết liệt hơn nữa trong việc đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn. Và quả thực Trung đã có bước đầu thành công khi vây bắt tại trận một chuyến xe có chở chất cấm. Đồn Phó Quang cứ nghĩ Trung thúc giục anh em làm việc hết công suất vì muốn lập công. Thật sự anh muốn lập công đến thế sao? Đồn Phó Quang nói, đây là nhiệm vụ chúng ta phải thực hiện. Dù ít hay nhiều chúng ta cũng đã chạm vào được một cái gì đó cụ thể thay vì đuổi hình bắt bóng bao lâu này. Qua sự việc vừa rồi tôi khẳng định trên địa bàn chúng ta quản lý có sự vận chuyển, mua bán ma túy, Trung lạnh lùng đáp. Khi thấy đồn Phó Quang không nói gì mà khó chịu bỏ đi, Trung liền gọi lại nói thêm, dù anh gắn bó với địa bàn lâu năm nhưng dù sao tôi vẫn là cấp trên của anh. Tôi đề nghị anh cần cân nhắc kỹ trước khi phát biểu.